Hello, xin chào tất cả quý anh chị em đã trở lại với kênh của em. Thì kênh của em là Nguyễn Quy Ruby, trại của em thì ở Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ. Thì nhân dịp là cuối tháng 7 thì bên em sẽ cập nhật cho anh chị em chơi một số dòng cá tập chơi và tận giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi siêu đại dành tặng cho anh chị em đợt này. Thì với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 25 tháng 7 2024 đến ngày 30 tháng 7 2024 anh chị em. Thì dòng đầu tiên bên Nguyễn Quy Ruby muốn cập nhật và gửi đến cho anh chị em chơi đó là dòng rồng xanh BDS Hormone. Thì rồng xanh BDS Hormone bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 80k một cặp. Nếu chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 350k thôi. Giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Rồng xanh BDS Hormone luôn. Đây là con cá mái, con rồng xanh BDS Hormone anh chị em. Thì chỉ có 80k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có là 350k thôi. Giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em một số dòng cá tập chơi và tận giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi siêu ưu đãi dành tặng cho anh chị em đợt này. Thì bên em cũng có cập nhật cho anh chị em chơi các dòng cá lóc quay xanh có bên trại của Nguyễn Quy Ruby. Nếu chị em có nhu cầu muốn mua cá lóc quay xanh thì có thể coi tới cuối video để bên kênh Nguyễn Quy Ruby cập nhật và báo giá cho anh chị em chơi các dòng cá lóc quay xanh có bên trại của Nguyễn Quy Ruby. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Blue Tarzan. Thì Blue Tarzan á, lẻ bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 30k một cặp. Nếu chị em bắt combo 10 cặp á, thì cũng chỉ có 260k thôi. Tính ra nếu chị em bắt combo 10 cặp á, thì chỉ có 26k một cặp anh chị em. Giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo. Thì tiếp theo em sẽ cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ luôn. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn anh chị em, được mang tên là dòng cá Amino Sivalo đó anh chị em. Thì Amino Sivalo bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 60k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì cũng chỉ có 250k thôi. Giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Thì dòng cá Amino Sivalo này anh chị em, là thân mình ấn trước của nó là màu trắng hồng latium á anh chị em, ấn sau là bản đuôi đỏ BDS Hormone luôn. Giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp luôn, được mang tên là dòng cá Full Red Blue Air anh chị em. Thì Full Red Blue Air chỉ có 40k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì cũng chỉ có 150k thôi. Giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Dòng này được lai tạo từ con Full Red BDS và con Dumbo Red Tail anh chị em, nên mang tên là Full Red Blue Air. Thì xây là xây sinh sản luôn anh chị em. Số lượng cực kỳ nhiều, cực kỳ rẻ luôn. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em một số dòng cá tập chơi và tiễn giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi giảm tặng cho anh chị em đợt này. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ luôn. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo. Coi GSE chỉ có 60k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì cũng chỉ có 250k thôi. Giá cực kỳ mềm luôn. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng rồng đỏ Latium. Thì rồng đỏ Latium chỉ có, rồng đỏ BDS Hormone anh chị em, chỉ có 60k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì cũng chỉ có 250k thôi. Giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em một số dòng cá tập chơi và tiễn giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi siêu ưu đãi dành tặng cho anh chị em đợt này. Thì với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em một số dòng cá tập chơi và tiễn giống. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Dumbo Beat Air Latium tiễn giống. Thì Dumbo Beat Air Latium tiễn giống bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 60k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì cũng chỉ có 250k thôi.
giá cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em một số dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng cho anh chị em. Thì đây là con cá mái, con Dumbo Big E là tìm tiện giống anh chị em. Thì đợt này bên em có cập nhật cho anh chị em chơi các dòng cá lóc vây xanh. Nếu chị em có nhu cầu muốn mua cá lóc vây xanh thì có thể coi tới cuối video để bên kênh Nguyễn Quy Ruby cập nhật và báo giá cho anh chị em chơi các dòng cá lóc vây xanh. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng cá lóc vây xanh. Thì lóc vây xanh bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 100k một con, vây cực kỳ xanh, cực kỳ đẹp luôn, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em một số dòng cá tập chơi và tận giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng cho anh chị em. Thì lóc vây xanh bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 100k một con. Thì anh chị em thấy cái vây của nó cực kỳ xanh, tay bơi là tay bơi bướm luôn. Thì sẵn đây cuối video, bên kênh Nguyễn Quy Ruby cũng xin nhắc lại cách thức mua hàng của bên kênh Nguyễn Quy Ruby cực kỳ đơn giản dành cho những chị em đã từng mua hoặc chưa mua bên kênh Nguyễn Quy Ruby. Biết cách thức mua hàng là chị em chỉ cần chụp màn hình cái loại cá anh chị yêu thích và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ cập nhật và báo giá cho anh chị em chơi các dòng cá lóc vây xanh có bên trại của Nguyễn Quy Ruby, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng cho anh chị em. Đợt này thì cuối video bên kênh Nguyễn Quy Ruby cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua. Xin anh chị em để lại cho Nguyễn Quy Ruby một lượt like, một lượt share, một lượt subscribe, một lượt bình luận, một lượt đăng ký kênh để kênh cá cảnh Nguyễn Quy Ruby ngày càng phát triển hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua.